Kiếp người thật ngắn ngủi, mấy chục năm đi qua, thoáng chốc chỉ là cát bụi. Con người sống với nhau lại thường xuyên tranh giành, gánh đua, đấu đá trong tình danh lợi, mà ngày ngày đêm đêm hao tâm tổn trí. Cuối cùng liệu có mang theo được những gì? Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn ba bữa một ngày. Có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian. Báu vật trăm xe ngựa, trong lòng vẫn có buồn phiền. Quan to lộc hậu cũng chỉ là đi làm hàng ngày. Vinh qua phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Vậy sống trên đời vì sao phải cứ tranh giành? Vậy thì con người cả đời tranh giành nhau rốt cuộc vì điều gì? Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến, trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành. Công khai tranh giành, âm thầm tranh giành, tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ, hôm qua tranh giành, hôm nay cũng tranh giành. Rốt cuộc suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm lý ích kỷ mà thôi. Khi tấm lòng rộng mở một chút, sẽ không còn chỗ cho sự tranh giành tồn tại. Xem nhẹ được và mất một chút, tranh giành sẽ tan biến đi. Mục tiêu giảm bớt đi một chút, tranh giành sẽ không trỗi dậy. Xem nhẹ tâm danh lợi đi một chút, tranh giành sẽ không còn. Trong cuộc sống, có thể có vô số lý do để không tranh giành. Nhưng chính vì dục vọng đã khiến cho mỗi người trở thành một chú sư tử đói nằm trong bụi cỏ, kìm nén không được. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay, thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được thì sẽ khiến tâm bất an. Nói một cách khác là những thứ con người vắt óc ra để nghĩ cách tranh giành được không phải là hạnh phúc, niềm vui và an tâm, mà chỉ là phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Vậy không tranh giành chẳng lẽ là điều không tốt? Cho dù chỉ giảm tranh giành xuống một chút, coi nhẹ những thứ mà mình cho là quan trọng đi một chút, mọi người sẽ phát hiện ra rằng nhân tâm của mình thoáng chốc đã trở nên rộng rãi, thế giới thoáng chốc sẽ trở nên to lớn hơn. Cũng bởi vì không quá tranh giành, khuôn mặt người ta sẽ tươi cười nhiều hơn, nắm tay nhau nhiều hơn, nhường nhịn nhau nhiều hơn, chân thành nhiều hơn, nhiệt tình nhiều hơn và bạn bè sẽ nhiều hơn, tình cảm nồng đậm hơn, tâm nguyện sâu sắc hơn và tình yêu thương sẽ lớn hơn, thật hơn. Để giảm bớt tranh giành, hãy quan niệm rằng người nhiều tiền hay ít tiền đủ ăn là được rồi, người xấu hay đẹp vừa mắt là được rồi, người già hay người trẻ khỏe mạnh là được rồi, gia đình giàu có hay là nghèo túng hòa thuận là được rồi, chồng về sớm hay về muộn có về là được rồi, người vợ phàn nàn nhiều hay ít lo việc nhà là được rồi, con cái dù làm tiến sĩ hay là bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi, nhà to hay nhà nhỏ có thể ở là được rồi, trang phục có thương hiệu hay không có thể mặc là được rồi, ông chủ không tốt có thể chịu được là được rồi, hết thảy phiền não có thể giải được là được rồi, cả đời người bình an là được rồi. Không phải có tiền nhiều mới là tốt, tâm tính lương thiện giúp đỡ người khác thì số mệnh có thể thay đổi được tốt. Rất nhiều chuyện nghĩ thoáng qua sẽ tốt, mọi người đều tốt, vạn sự đều tốt, người tốt, mình tốt, thế giới đều tốt. Nói ngắn gọn lại là biết đủ là tốt nhất. Không tranh giành
là cảnh giới cao của nhân sinh. Trong cuộc sống của chúng ta, luôn gặp phải những chuyện không như ý muốn, nhưng không phải chuyện nào cũng đáng để hao tâm tổn sức. Người thông minh thì sẽ biết chuyện nào xứng đáng, còn chuyện nào thì không, biết tính toán giữa lợi và hại. Có câu rằng, không tranh không có nghĩa là mình không bằng người, không nói không có nghĩa là mình không biết. Vậy nên, những người thông minh ắt sẽ không tranh giành bốn điều sau đây. Điều thứ nhất là không tranh giành đúng sai. Trên thực tế, mọi sự vật hiện tượng không có kết quả đúng hay sai một cách tuyệt đối. Một người quan tâm đúng sai một cách mù quáng sẽ dễ bị lạc lối. Bất luận kết quả sẽ như thế nào, nhưng sẽ thật vô nghĩa khi bạn tranh giành, chiến đấu với chính những người thân thiết. Cuộc sống là của chính bạn, nên không cần thiết phải tranh giành hay là so sánh với bất kỳ ai. Đừng sống cuộc sống của bạn theo con mắt của người khác. Mỗi người nên hành động theo lý trí và cố gắng sống hết mình. Trong cuộc sống, mỗi người đều có thái độ và quan điểm khác nhau về một sự vật hiện tượng. Vậy nên, người khôn ngoan sẽ không bao giờ tranh đấu đúng sai, bởi họ hiểu trong quá trình đó không may sẽ đánh mất chính mình, nên dù có thắng cũng không vui. Sự trưởng thành thực sự của một người là trở nên tốt hơn so với quá khứ của chính họ. Lựa chọn cuộc sống đơn giản và hạnh phúc, một người khôn ngoan sẽ không lãng phí thời gian cho những người hay những việc không xứng đáng, đặc biệt là tranh cãi đúng sai. Thứ hai là không tranh giành thể diện. Đánh mất giá trị bản thân để tranh giành một chút thể diện thực chất là cái mất lớn nhất trong cuộc đời mỗi người. Nhiều người vì thể diện mà hạ thấp bản thân. Điều đó thật vô nghĩa, bởi cuộc sống không chỉ có thể diện mà còn vô số những giá trị cao quý khác. Vì hai chữ thể diện, nhiều người chấp nhận sống một cách miễn cưỡng, cầu quà, thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tính sĩ diện càng cao, thì những đau khổ mà bản thân và người nhà phải gánh chịu trong cuộc sống càng nhiều. Vậy nên, thay vì mất thời gian tô điểm cho cái sĩ diện của mình, bạn có thể tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức và nâng cao năng lực của bản thân. Thứ ba là không tranh giành cái lợi trước mắt. Tranh chính là không tranh, không tranh chính là tranh. Trên con đường đời, không ngại bước chậm, chỉ sợ bước đi của bạn không thực tế. Bước chậm mà bước chắc mới có thể càng đi xa. Cuộc sống là một quá trình. Hạnh phúc do chính bàn tay mình tạo ra. Những gì bạn tranh giành chưa chắc thuộc về bạn, mà còn làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Kẻ mạnh thực sự là biết nhìn xa trông rộng, không vì lợi ích trước mắt mà tranh qua tranh lại. Muốn có thể tiến xa hơn, chúng ta cần phải gạt bỏ tư duy hạn hẹp và cái tính khôn lõi. Thời gian sẽ cho mỗi người biết câu trả lời ai là người thông minh. Bạn không nên quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, và cũng đừng tốn sức cho những chuyện không có giá trị. Người khôn ngoan sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc thực sự xứng đáng. Thứ tư là không tranh giành tình yêu. Tình yêu đẹp không phải tranh đoạt mà có. Bạn cũng không cần phải gắng sức, chỉ cần bày tỏ một cách chân thật, ắt sẽ có kết quả tốt. Dưa ép quá thì không ngọt, trái tim cố níu kéo sẽ không chân thành. Tình yêu phải thuận theo tự nhiên, đôi bên mới hạnh phúc. Trong tình yêu, không phải bạn tốt với người khác sẽ báo đáp lại sự yêu thương của bạn. Không phải bạn gửi gắm tâm tư tình cảm của mình cho người ta sẽ đáp lại bằng mối chân tình. Tình yêu là sự tương hỗ, không phải chỉ là sự cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là cả một quá trình thu hút lẫn nhau. Nếu là của bạn, không cần đoạt,
vẫn sẽ thuộc về bạn. Nếu như không phải, cố chấp cũng chẳng được. Vậy nên, người khôn ngoan không tranh đấu một cách mù quáng để chiếm lấy tình cảm. Sau đây là 7 lời Phật dạy về việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn. Phúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với người đó có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ. Nhưng trong cuộc sống này, có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không thích được phúc báo, mà còn khiến cho phúc báo bị hao tổn mất. Dưới đây là 7 việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo. Thứ nhất là thường xuyên sát sinh. Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được. Nhưng nếu không nhất định phải sát sinh, thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra. Thứ hai, tức giận, oán giận, cáu kỉnh. Đại sư Ấn Quang khuyên bảo rằng, người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận cáu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát giận là điều cứu không được. Tức giận chính là lửa thiêu rừng công đức. Chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng, oán giận một lần đối với một người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 100 kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong 1000 kiếp. Oán giận cha mẹ, hậu quả rõ ràng nhất là phúc mỏng mệnh nông. Thứ ba, xung đột với cha mẹ, người bề trên. Chống đối mâu thuẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm tổn phúc hại lộc. Vô luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được. Ngàn vạn lần cầu cũng uổng công, bởi vì tích phúc không có mà tổn phúc lại nhanh. Sự việc nhân duyên làm việc đều không thuận. Nếu như công việc không thuận lợi, cảm tình thống khổ, lập tức nên hiếu thuận với cha mẹ. Cha mẹ vui mừng thì hết thảy thiên nhân quỷ thần đều sẽ đến bảo hộ. Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó, sau này lớn lên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp. Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả. Hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu, xuyên tạc bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình. Thứ tư, oán trời trách người. Bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị quỷ diệt. Nếu như không có của cải của tổ tiên che chở thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuận. Oán trời trách người một lần sẽ làm tiêu tan 3 thiện. Đại sư Ấn Quang nói, người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng. Ghen ghét, châm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu y như thế. Thứ năm là thường hay nói láo. Sự hòa thuận giữa người với người, ăn ở phải có đạo, coi trọng sự chân thành lẫn nhau, kiên kỵ hư tình giả ý, tức là đạo đức giả. Bất luận là
người nhà ruột thịt thân thích hay mối quan hệ bạn bè giữa cấp trên. Chỉ cần bạn thường ngày dùng ngôn ngữ chân thật, thành tâm đối xử tử tế, nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của người khác. Ngược lại, thường xuyên bịa đặt những chuyện giả tạo dù chỉ một chút, hoặc là đã dưỡng thành thuyết hoang tâm bất hoảng, tức là nói dối mà trong tâm không chút sợ hãi, dần dần thành phản xạ có điều kiện mà thuận miệng nói láo với bất kỳ ai, có khi chỉ vì một câu nói dối tùy tiện mà phải trả giá vô cùng thê thảm. Thứ sáu là khoe khoang hoa trương bản thân. Khoe khoang bản thân ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn, sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó. Thứ bảy là nói điều xấu, điều không đúng về người khác. Nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến hòa khí giữa trời và đất, mà chiêu mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa, dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thật để khoa trương bản thân, khiến cho người bị nói sẽ tức giận khó chịu, thì sao có thể sống bình an đây? Trời đất đã sinh ra dược thảo khiến vạn vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo đầu độc vạn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng, mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng cho người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết, cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm khuyết điểm, thì trời đất, mặt trăng, mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác xa lánh người thương tổn đến mình mà cho đó là tiểu nhân, ác nhân. Hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn. Người xưa có câu: Thái sơn bất từ thổ nhưỡng, hà hải bất trạch thế lưu, là có ý khuyên rằng làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi, thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình.
25 lời Phật dạy về lời nói để tránh khẩu nghiệp. Theo giáo lý Phật giáo, lời nói có sức mạnh lớn và có thể tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc sống của chúng ta và của những người xung quanh. Dưới đây là những giảng huấn về lời nói từ Phật Đản Sanh. Lời nói Phật. Phật dạy rằng chúng ta nên nói dối trái với sự thật. Lời nói thật là nền tảng của tình yêu và sự tin tưởng. Khi chúng ta nói thật, chúng ta giữ được sự trong sạch và đáng tin cậy. Lời nói thật giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác và mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Lời nói tử tế. Phật dạy rằng chúng ta nên sử dụng lời nói với lòng tử tế và nhân từ. Hãy thể hiện sự lắng nghe, thông cảm và lời khuyên đúng đắn trong lời nói của mình. Lời nói tử tế có thể làm dịu đi những khó khăn và xoa dịu những đau khổ trong lòng người khác. Lời nói không gây hại. Phật dạy rằng chúng ta nên tránh nói những lời gây tổn thương và đau đớn cho người khác. Lời nói có thể là một loại vũ khí sắc bén, gây tổn thương không chỉ đến người khác mà còn đến chính ta. Hãy lựa chọn lời nói thông qua sàng lọc và suy nghĩ cẩn thận để tránh gieo rắc sự hận thù và gây ra những hậu quả không mong muốn. Lời nói đúng lúc và đúng đắn. Phật dạy rằng chúng ta nên biết lựa chọn thời điểm và từ ngữ phù hợp khi nói chuyện. Hãy chú ý đến tình huống và ngữ cảnh để lựa chọn những lời nói phù hợp và mang lại hiệu quả tích cực. Lời nói đúng lúc và đúng đắn có thể góp phần giải quyết xung đột, tạo nên sự hiểu biết và hòa thuận. 25 lời Phật dạy về việc ăn nói nên biết để tự răn lấy mình và tránh khẩu nghiệp. 1. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. 2. Việc chưa xảy ra, không nên nói linh tinh. 3. Nếu ta không thích người khác nói lời thô ác với mình, thì người khác cũng như thế, vậy tại sao ta lại nhục mạ họ? 4. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay, nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm, thì anh ta mới thực sự được gọi là khôn ngoan. 5. Lời nói có sức mạnh vừa phá hủy vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới. 6. Làm việc gì cũng cần phải để cho mình một đường lui. Người độ lượng rộng rãi có thể bao dung người khác. Không nên làm gì, nói gì cũng làm đến tận tuyệt, cùng cực. 7. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn. 8. Người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân, khẩu, ý. Họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó. 9. Hứa hẹn là một loại chấp niệm. Cả đời đa tình là phúc hay họa đều khiến đôi bên đau khổ. 10. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 11. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào. Cần gì khổ như vậy? 12. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. 13. Nói chuyện phô trương. Cái bản thân có, người khác không hưởng nhờ. Cái bản thân có, không biết chừng người khác còn có cái tốt hơn. 14. Nói chuyện nặng nề.
Nhân sinh nhiều muộn phiền, ai cũng muốn nhẹ nhõm. Đừng khiến ai cảm thấy gánh nặng vì lời nói của mình. Không nói được lời hay, hãy lấy im lặng là vàng. 15. Đánh giá học vấn. Kiến thức mênh mông như biển mà hiểu biết của con người chỉ là một giọt nước. Sao tự nhận mình là biết hết mà đánh giá người khác? 16. Đánh giá gia đình. Gia đình với ai cũng thiêng liêng như nhau, tôn trọng gia đình người khác cũng như tôn trọng gia đình mình. 17. Đánh giá đức hạnh. Mỗi người có những phẩm chất riêng, là tốt hay xấu, cao quý hay thấp hèn, hãy để tự mỗi người cảm nhận. 18. Đúng lý cũng không cần đoạt tận, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khoan dung cho mình. 19. Tài năng đừng quá ngạo mạn, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu chút đức khiêm hư cho mình. 20. Biết rõ về một người, không cần nhất thiết phải tận nói, hãy lưu lại cho người ta 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu lại chút khẩu đức cho mình. 21. Đừng bao giờ bình xét về gia đình của ai đó, vì sự giàu nghèo của họ không liên quan gì đến bạn. 22. Đừng tùy tiện nổi giận với người khác, không phải họ đang nợ bạn, mà có lẽ chính là bạn đang nợ họ, và giờ đến lúc bạn phải trả cái nợ đó. 23. Đừng bàn luận nhiều về cách hành xử của người khác, vì có thể họ chính là chiếc gương của bạn. Nhờ tấm gương đó mà bạn nhận ra những thiếu sót của bản thân. 24. Việc của người khác nên cẩn thận khi nói. 25. Có công không cần đòi hỏi tận cùng, hãy lưu lại cho người 3 phần khoảng trống, đây cũng là lưu được chút khiêm nhượng cho mình. Cuộc sống sẽ vui vẻ, ý nghĩa hơn nếu như bạn biết bao dung, biết kiềm chế những cảm xúc, lời nói tiêu cực của bản thân. Mỗi sớm mai thức dậy, lòng thư thái, mỉm cười và trao những lời yêu thương chân thành đến với mọi người. Những điều tốt đẹp ở phía trước. Sám hối được sinh về thiên đường. Phật nói, nhân quả là một trọng yếu trong thế gian, xưa nay đều có chứng nghiệm rõ ràng, không khi nào sai lầm. Phật tử nên xét lấy mà giữ bổn phận tu hành. Thuở xưa, đời nhà Lương, vua Võ Đế thường giao hảo với hòa thượng Chí Công. Hoàng hậu Hy Thị không hoan hỷ, khuyên đừng chơi với ông tăng ấy, nhưng vua Võ Đế vẫn tiếp và trọng đãi hòa thượng Chí Công như thường. Tức giận quá, hoàng hậu toan mưu hại ngài Chí Công. Bà dùng thịt chó làm nhân bánh cúng dường cho chư tăng. Có tha tâm thông, hòa thượng Chí Công đã biết trước nên giữ sắm áo tràng rộng tay, giấu bánh chay vào, đến khi thọ trai lén bỏ bánh mặn trong áo, lấy bánh chay ra ăn. Bà Hy Thị đợi tin hòa thượng chứng trai xong, rồi tâu với vua rằng: bánh ấy thiếp dùng nhân thịt chó làm nhân, hòa thượng Chí Công không biết, thật rõ là bậc phàm tăng không có đạo đức, trí huệ, mà bệ hạ cần gì phải làm bạn. Vua nghe nói, nổi giận liền mang gươm tới chùa toan giết hòa thượng. Khi ấy, ngài Chí Công cũng đã biết trước, nên ra ngoài cửa chùa đón tiếp vua Võ Đế và tâu rằng: bần tăng đoán biết bệ hạ định đến giết bần tăng, nên bần tăng ra đây hầu đợi. Nếu bệ hạ vào chùa sát hại sinh linh, làm ô uế chốn già lam, tội càng thêm trọng. Vua nghe nói kinh hồn, chắp tay niệm Phật cầu xin sám hối, rồi liền trước hòa thượng vào chùa mà hỏi rằng: ngài đã tiên tri được vậy, cớ sao còn ăn làm bánh thịt chó? Ngài Chí Công bèn đáp: muôn tàu bệ hạ, bần tăng có ăn đâu. Tâu rồi,
ngài liền thỉnh vua ra giường, dạy người đào đất lấy bánh thịt chó lên, còn đủ số 120 bánh của hoàng hậu đã cúng. Hòa thượng bèn lấy tịnh thủy rưới vào, tức thì mỗi 10 bánh hiệp lại thành một con chó, vận động như thường. Thấy pháp lực thần thông, đạo hạnh của hòa thượng Chí Công đã cao cường, thêm quảng đại. Từ ấy, vua Võ Đế càng kính thờ hòa thượng Chí Công hơn trước. Còn bà Hy Thị giận vô cùng, sai khiến kẻ hầu hạ tới chùa, lấy kinh sách đem ra đốt hết. Trong niên hiệu Thiên Giám, hoàng hậu Hy Thị lâm bệnh nặng, nên phải từ trần, rồi đầu thai làm con mãng xà ở sau hậu cung, ẩn mình không ai thấy. Một đêm nọ, bà lại mách điềm chiêm bao cho vua Võ Đế hay rằng: khi thiếp còn sống ăn ở bất nhân, tổn vật hại người và quỷ bán tam bảo, vì cớ ấy nên nay thiếp bị đọa làm mãng xà, thân đã dài, dốc lại lớn, bò lết không nổi, đói không có chi ăn, khát chẳng có chi uống, cực khổ mọi bề, còn cảm một nỗi bị vô số độc trùng đeo vào, cắn rứt da thịt, đau thấu ruột gan, thật là thống khổ. Thiếp nghĩ, thiếp cùng bệ hạ vẫn là nghĩa vợ tình chồng, mà nay thiếp bị đọa làm thân súc sinh thế này, bệ hạ nỡ nào hưởng thọ phú quý một mình mà không tìm phương chi cứu thiếp, nên xin bệ hạ từ bi, thỉnh thầy làm chay siêu độ cho thiếp, may nhờ Phật pháp hộ trì thoát ra khỏi dòng ác báo, thì thiếp cảm đội ơn đời đời. Tỉnh giấc chiêm bao, vua Võ Đế rầu rĩ khóc lóc một hồi. Sáng, vua truyền lệnh thỉnh hòa thượng Chí Công đến bàn về việc cầu siêu cho vong linh bà Hy Thị. Hòa thượng Chí Công tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, tội của hoàng hậu rất nặng, xin bệ hạ hãy thiết lập đàn tràng lễ bái sám hối thì cứu được. Vua Võ Đế liền cầu hòa thượng Chí Công soạn ra 10 quyển sám văn, rồi thiết đàn trong cung làm chay 3 tháng cầu siêu cho hoàng hậu. Một hôm khi trai đàn gần mãn, có mùi hương nồng nàn bay khắp trong cung điện. Vua Võ Đế bèn ngước mặt ngó lên trời, thì thấy có một người con gái nhan sắc tuyệt trần đứng giữa hư không mà chắp tay tâu cùng vua rằng: thiếp nhờ công đức của bệ hạ cầu siêu cho thiếp, nên nay đã thoát được cái thân mãng xà mà sinh về cõi trời Đao Lợi. Thiếp phải hiện thân ra cho bệ hạ thấy để làm chứng nghiệm. Dứt lời, người gái đẹp ấy liền ẩn thân, không thấy nữa. Vua Võ Đế nửa mừng nửa tủi, ngài lui vào cung với hòa thượng Chí Công mà hỏi rằng: hoàng hậu của trẫm lúc còn sống căm ghét hòa thượng, là túc duyên làm sao mà gây ra cừu oán như vậy? Ngài Chí Công tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, sự cừu oán ấy nguyên do kiếp trước có một vị trụ trì và một vị giám sự ở chung một chùa. Trong chùa ấy có cái đôn để nước, dưới chân cái đôn có con thiện trùng thường kêu trong khi ban đêm. Tiếng kêu của nó inh ỏi như thể tiếng con dế hay là con giạc sành vậy. Thường khi ông trụ trì tới đó lấy nước súc miệng, rửa mặt, thì cũng chú nguyện cho con ấy mau thoát đặng cái thân súc vật mà sinh làm người. Một bữa kia, ông trụ trì đi khỏi, ông giám sự ghét con thiện trùng đêm nào cũng kêu, làm cho lòng ông không được thanh tịnh và chẳng cho ông ngủ thẳng giấc. Nên ông bèn bắt lấy con ấy, lấy dao cắt ngang giữa lưng làm hai, rồi cũng bỏ lại dưới chân đôn như cũ. Qua bữa sau, ông trụ trì về, trót đêm không nghe tiếng con thiện trùng kêu nữa, bèn kiếm dưới chân đôn thì thấy nó đã chết rồi. Ông thương khóc, niệm Phật chú nguyện cho nó và lấy một miếng vải đỏ buộc vào chỗ lưng bị cắt, rồi đem chôn sau vườn chùa. Muôn tâu bệ hạ, con thiện trùng ấy tức là kiếp này làm thân của hoàng hậu, còn vị giám tự kiếp này làm thân của bần tăng. Vì vậy oan gia gặp nhau toan đòi nợ trước. Nếu tôi kiếp này tu hành không tinh tấn thì khó thể thoát khỏi tay của hoàng hậu. Vua Võ Đế nghe nói liền gật đầu mà đáp rằng: hèn chi hoàng hậu của trẫm thường thường buộc sợi dây đỏ ngang lưng, không khi nào rời bỏ,
mà trẫm không biết cớ làm sao. Có một đêm hoàng hậu ngủ mê, trẫm lén mở sợi dây ấy ra, thì hoàng hậu chợt tỉnh giấc liền rên la. Trẫm bèn hỏi duyên cớ, thì hoàng hậu nói rằng đau lưng, rồi lấy dây ấy buộc lại, tức thì không đau nữa. Nay hòa thượng bày tỏ sự túc trái như vậy, thì biết Phật nói nhân quả thật là không sai. Kết luận: than ôi, trăng có tròn có khuyết, nước có đầy có lưng, xưa nay cái lẽ tuần hoàn tất cả đều như vậy. Cho nên con người ở đời chưa thoát ra ngoài cảnh giới luân hồi, thì giàu cho tài sắc cách nào, giàu sang cho mấy, thì cũng như sương gặp nắng, hoa hãy còn xuân đó mà thôi. Một mai nắng dục sương tan, xuân tàn hoa héo, thì chị Hằng Nga cung quế cũng vô thường, ông Lý Bạch non bồng cũng đoạn mạng. Đến khi ấy, ai lại chẳng khoanh tay nhăn mặt, ngồi than rằng: người đời khác thể phù du, sớm còn tối mất công phu lỡ làng. Huống chi cội phúc khó trồng, dây oan dễ buộc, mắc phải hoàn cảnh xô đẩy, như ngọn gió rung cây, con triều đổ nước, khiến cho muôn đào ngàn sóng chìm nổi đa đoan, lá bắc nhành nam tươi khô lắm nổi. Vì vậy nên duyên ít nợ nhiều, tội dày phước mỏng, khoái lạc cõi nhân gian chưa mấy, mà âu sầu cõi địa ngục đã mang. Như bà Hy Thị nói trước đó, duyên đẹp nhà vàng, mình nương cửa ngọc, bực dâu trời đất, ngôi mẹ gian sang, vinh hoa như thế, cũng ngỡ rằng tuổi trời lọc nước, hưởng thọ ngàn năm, dĩ như đuốc quý gương thần cũng không thể nào mà dứt mối chỉ lương duyên, đốt rừng cây thiện quả cho tiêu nhiệt được. Đâu hay gió lòng mới khởi, biển nghiệp liền sao? Ác niệm vừa sinh, tội tình đã buộc, bà hoàng hậu mới đó đã đổi ra làm thân súc sinh bò lết hang sâu, nặng nề vóc lớn, quay đầu tưởng hổ thẹn cùng non nước, gẫm mơ màng thân trước thân sau, buồn trong kìa các nọi lầu, dẫu xưa mường tượng ra màu dở dang. Căn kiếp như thế, tình cảnh như thế, nếu chẳng nhờ công đức của chư tăng chú nguyện, tư nguyện của Phật, oai thần của kinh, thì cái thân con mãng xà biết làm sao thoát kiếp được. Ôi một mảnh gương vàng, ngàn xưa còn tỏ ước mong người thế, sớm sớm hồi đầu, cải ác tùng thiện.